Tiêu Nhiên đại sĩ là thị hiện chiến thần vàng, dạ so quỷ vương của tự tại thiên tử, được xếp vào dạ so bộ, một trong bát bộ có thành viên đông đảo hộ trì chánh pháp. Các tôn danh: Tiêu Nhiên thiên tử, ông Tiêu, Tiêu Diện đại sĩ, Tiêu Nhiên hộ pháp, ông Ác. Thuở xa xưa, trong lúc tự tại thiên tử đi du hành nơi các cõi âm quan u tối của trung giới, lúc bấy giờ ngài hữu duyên gặp chúng quỷ dạ so chìm đắm trong khổ não bởi những dục vọng về thần thông để tranh giành vị trí độc tôn. Lúc bấy giờ ngài khởi tâm từ bi muốn cứu độ chúng dạ so ấy, nên liền thể hiện hình tướng dạ so vương hung tợn to lớn vô cùng. Chúng quỷ nhìn thấy có một quỷ vương xuất hiện to lớn vĩ đại quá, liền thuần phục ngài, không còn tranh đấu thể hiện thần thông với nhau nữa. Nhờ vậy mà ngài thuyết giảng cho họ thấu hiểu được việc chấp niệm vào thần thông khiến cho tâm thức khổ não thể hiện hình tướng bất thiện, chẳng đẹp đẽ bởi tham sân si ở nơi u tối thiếu sáng. Chúng quỷ nghe lời buông xả chấp niệm ấy, hồi hướng tu tâm dưỡng tánh để chuyển sinh vào các cõi lành, thoát khỏi nơi u ám. Sau khi hóa độ chúng dạ so ấy, tự tại thiên tử từ biệt rời đi. Chúng quỷ xin được biết tôn danh quý tánh của ngài, thì ngài nói họ cứ gọi ngài là Tiêu Nhiên thiên tử là được. Sau này, ngài thể hiện hình tướng ấy để bảo hộ cho pháp đàn, các buổi thuyết pháp của chư thánh không bị xâm hại bởi tà ma ngoại lực. Chúng quỷ nhìn thấy thân ảnh hình tướng thể hiện của ngài thì chẳng dám manh động quấy phá làm càn, mà còn cùng nhau hồi hướng hộ trì cho chánh pháp. Trong quá trình lưu truyền đức tin, từ Tiêu Nhiên được đọc trại thành Tiêu Diện. Tiêu Nhiên có nghĩa là tiêu sái, vắng lặng, nhàn dật, cũng gần giống nghĩa với tự tại. Vì tự tại thiên tử muốn giấu thân phận thật của mình trước chúng quỷ nên dùng tên tự như thế. Tiêu Nhiên đại sĩ có hình tướng thị diện là dạ so vương với thân hình xám đen, trên đầu có sừng, mắt to lồi, răng nanh dài lởm chởm, có chiếc lưỡi đỏ thè dài ra, tóc lư thưa mấy chỏm phía sau đỉnh đầu và ở phần mang tai dựng lên. Trên thân ngài khoác long lân giáp, giáp vảy rồng của võ tướng, tượng trưng cho sự dũng mãnh thần uy, sẵn sàng đối diện với nguy hiểm gian khổ. Ở tay ngài có tròn một dải lụa là như ý lăng tung bay phấp phới, tượng trưng cho ý tưởng phi thường của tầng phi tưởng diệu thiên nơi ngài cai quản. Sau lưng ngài có ngũ phương kỳ hay còn gọi là ngũ hành kỳ, tượng trưng cho quyền năng xoay chuyển thiên địa. Trên đôi tay ngài lại còn có trí huệ kiếm và dáng ma chữ, tượng trưng cho trí tuệ minh triết, diệt trừ vô minh, tham sân si và ma chướng tà tâm. Đôi chân ngài mang cặp hài vô ưu, sẵn sàng lao vào bể khổ để cứu vớt chúng sinh mà tâm vẫn bình thản, vô ưu, vô tư,